Cô chào các con. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục ôn tập bạc bài ở nhà của tuần 32, đó là bài sau cơn mưa. Sau cơn mưa thì các con thấy này, mọi vật đều sáng trưng này, gà à, bới à, bới mồi cho con này và các chú bướm đã bay vờn này thang, rồi rào, hàng râm bụt sạch như thế nào thì nội dung bài học hôm nay của các con sẽ luyện đọc hôm nay. Các con mắt theo dõi và nhìn theo tai lắng nghe cô đọc bài Sau cơn mưa, sau trận mưa rào Mọi vật đều sáng và tươi Những đóa râm bụt thêm đỏ chói Bầu trời xanh bóng như vừa được dội rửa Mấy đám mây bông trôi nhởn nhơ Sáng rực lên trong ánh mặt trời mẹ gà mừng rỡ tục tục dắt bầy con quay quanh vũng nước đậm trong vườn theo Vũ Tú Nam à, tác giả của bài bài văn này là Vũ Tú Nam các con để đọc được bài thì các con sẽ luyện đọc các từ như sau mưa xanh bóng nhởn nhơ sáng rực mặt trời quay quanh vườn các con đọc mưa rào mưa rào mưa rào xanh bóng xanh bóng xanh bóng nhởn nhơ nhởn nhơ nhởn nhơ sáng rực sáng rực sáng rực mặt trời mặt trời mặt trời quay quanh quay quanh quay quanh vườn. vườn 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 vừa rồi cô và các con đã luyện đọc tiếng từ khó ở trong bài rồi. Bây giờ cô và các con sẽ tìm hiểu xem trong bài này có bao nhiêu câu. Từ chữ sau cho đến chữ tươi là câu số 1. Từ chữ những cho đến đỏ chói câu số 2. Từ bầu trời cho đến dội rửa câu số 3. Từ chữ mấy đám cho đến mặt trời câu số 4. Từ chữ mẹ gà cho đến trong vườn. Câu số 5. Như vậy các con thấy chưa? Trong bài có 5 câu. À trong bài sau cơn mưa hôm nay chúng ta luyện đọc ở nhà có 5 câu. Bây giờ cô và các con sẽ luyện đọc từng câu một. Sau cơn mưa sau cơn mưa sau cơn mưa sau trận mưa rào mọi vật đều sáng và tươi các con đọc sau trận mưa rào mọi vật đều sáng và tươi sau trận mưa rào mọi vật đều sáng và tươi những đóa râm buộc thêm đỏ chói các con đọc những đóa râm buộc thêm đỏ chói các con đọc lại những đóa râm buộc thêm đỏ chói những đóa râm buộc thêm đỏ chói Bầu trời xanh bóng như vừa được dội rửa Bầu trời xanh bóng như vừa được dội rửa Bầu trời xanh bóng như vừa được dội rửa Mấy đám mây bông trôi nhởn nhơ sáng rực lên Mây đám mây bông trôi nhợn nhơ sáng rực lên trong ánh mặt trời các con đọc. Mây đám mây bông trôi nhợn nhơ sáng rực lên trong ánh mặt trời chúng ta đọc lại. Mây đám mây bông trôi nhợn nhơ sáng rực lên trong ánh mặt trời. Chúng ta đọc lại. Mấy đám mây bông trôi nhởn nhơ Sáng rực lên trong ánh mặt trời Chúng ta chuyển sang câu dưới Mẹ gà mừng rỡ Tục, tục Dắt bầy con quay quanh Vũng nước đọng trong vườn Câu này dài cô sẽ ngắt hơi Tạm ngắt hơi ở ngay chỗ chữ quanh Để các con đọc cái dễ Các con đọc lại mẹ gà mừng rỡ tục tục dắt bầy con quay quanh vũng nước đọng trong vườn các con đọc lại mẹ gà mừng rỡ tục tục dắt bầy con quay quanh vũng nước đọng trong vườn chữ tục tục ở trầm ở trong dấu ngoặc kép đây chữ tục tục nằm trong dấu ngoặc kép đây là ý chỉ tiếng của gà gọi con ở chữ tục này có dấu phẩy cho nên các con lưu ý tục tục à là tiếng kêu của gà mẹ gọi con đến ăn mồi chúng ta đọc lại câu này mẹ gà mừng rỡ tục tục Dắt bầy con quay quanh vũng nước đọng trong vườn Vừa rồi cô và các con luyện đọc từng câu một rồi Bây giờ cô và các con sẽ tìm hiểu trong bài này có mấy đoạn Từ chữ sau trận mưa rào Cho đến trong ánh mặt trời à, Ở phần trên ấy, cô thấy các con thấy đó là đoạn 1 Mẹ gà mừng rỡ chứ đến trong vườn là đoạn 2. Bây giờ cô và các con luyện đọc đoạn 1 cho cô. Sau trận mưa rào, mọi vật đều sáng và tươi. Những đóa râm buộc thêm đỏ chói. Bầu trời xanh bóng như vừa được dội rửa. Mấy đám mây bông trôi nhởn nhơ sáng rực lên trong ánh mặt trời các con đọc lại sau trận mưa rào mọi vật đều sáng và tươi những đóa râm bụt thêm đỏ chói bầu trời xanh bóng như vừa được dội rửa mấy đám mây bông trôi nhợn nhơ sáng rực lên trong ánh mặt trời vừa rồi các con đã luyện đọc ở đoạn 1 rồi Bây giờ chúng ta bước sang đoạn 2 Mẹ gà mừng rỡ Tục Tục Dắt bầy con quay quanh vũng nước Đọng trong vườn Các con nhớ ngắt hơi nha Ở ngay chữ tục Tục Lưu ý Mẹ gà mừng rỡ Tục Tục Dắt bầy con quay quanh vũng nước Đọng trong vườn câu này hơi khó đọc các con đọc lại. Mẹ gà mừng rỡ tục tục dắt bầy con quay quanh vũng nước đọng trong vườn. Rồi rồi cô và các con luyện đọc ở đoạn 1 và đoạn 2 rồi. Bây giờ cô và các con sẽ đọc toàn bài. Lưu ý đọc đề bài và tên tác giả. Các con đọc theo cô. Sau cơn mưa sau trận mưa rào, mọi vật đều sáng và tươi Những đóa râm bụt thêm đỏ chói Bầu trời xanh bóng như vừa được dội rửa Mấy đám mây bông trôi nhợn nhơ Sáng rực lên trong ánh mặt trời Mẹ gà mừng rỡ Tục, tục Dắt bầy con quay quanh vũng nước động trong vườn theo vũ tú nam các con luyện đọc toàn bài lần nữa sau cơn mưa sau trận mưa rào mọi vật đều sáng và tươi những đóa râm bụt thêm đỏ chói bầu trời xanh bóng như vừa được dội rửa mấy đám mây bông trôi nhởn nhơ Sáng rực lên trong ánh mặt trời Mẹ gà mừng rỡ Tục, tục Dắt bầy con quay quanh vũng nước Đọng trong vườn Theo vũ tủ nam Các con bài học luyện đọc ở nhà của các con đến đây đã hết rồi à, Cô chúc các con sẽ đọc tốt hơn, đọc giỏi hơn và đọc lưu loát hơn. Để bài đọc được tốt hơn, lưu loát hơn và trôi chảy hơn thì các con hãy đón nhận video tiếp theo để cô và các con cùng luyện đọc bài mới nha. Cô chào các con, chúc các con học giỏi.